Chào mừng tất cả cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Dạ vâng, vào nay thì Quỳnh Phạm quay trở lại với tất cả mọi người các bác ơi, và đêm qua số lượng hàng về bên em rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì sẽ lên cho bác một cái phiên bản mẫu rất là mới để phục vụ anh em chúng ta nghe nhạc này, giải trí này, và chúng ta có thể đi săn bẫy. Thì mẫu sản phẩm của ngày hôm nay đó có tên là AT112. Tên này là tên loa sản phẩm hàng cao cấp. Đây là phiên bản mẫu mới nhất năm 2024 do công ty Giang Song sản xuất. Thì đối với mẫu này thì toàn bộ phiên bản của nó là phiên bản quốc tế, phiên bản tiếng Anh mọi người. Đó, và cái hàng này của nó các bác nhìn này, thông số và kỹ thuật thì đều được ghi ở bên sườn. Hoặc các bác chúng ta cùng em đi khui vào chiếc hộp bên trong, xem bên trong của nó sẽ có chi tiết như thế nào mọi người nhé. Đây, các chú ý lên đây, khi mở hộp ra mọi người thấy không ạ? Quá là xịn sò đúng không mọi người? Ở bên trong sẽ có một cái khay xốp như này, và ở trong khay xốp này sẽ có đầy đủ linh kiện nha mọi người, phụ kiện đi kèm, gồm củ sạc là 1 này, túi đựng loa là 2 này, đó, điều khiển là 3 này, và nhân vật chính đó chính là thân loa đó. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm một. Đây, cái củ sạc này thì củ sạc này đều giống như các củ sạc khác thôi, nó đều là củ sạc bao nhiêu vôn đây ạ. Củ sạc này của nó đều là củ sạc 10V. 10V có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng linh động được củ sạc của Q92 dùng được này. 898 có thể sạc được em này luôn. Đấy, những cái củ sạc này chúng ta có thể linh động sử dụng chung với nhau được. Và tiếp theo nữa sẽ là gì ạ? Đây là túi đựng loa mọi người này. Bên trong sẽ kèm theo một cái túi đựng loa màu dàn di rất là bắt mắt như thế này. Và tiếp theo nữa sẽ kèm theo gì đây mọi người? Đó, và điều khiển đúng không ạ? Không thể thiếu được chính là em R-Mode này. Đó, em R-Mode này thì các bác nhìn rõ cho em nha. Đây là một mẫu phiên bản R-Mode. Đấy, R-Mode này là hàng cao cấp thì đương nhiên nó phải khác bọt rồi. Hàng này của nó thì cái điều khiển của nó sẽ linh động. Có thể gì? Bây giờ là toàn bộ người ta đã cải tiến chân sạc Type-C hết rồi. Ví dụ như cái điều khiển này sẽ sử dụng chân sạc Type-C. Có nghĩa cái sạc điện thoại mà chúng ta sử dụng ở cái sạc đời mới như bây giờ, sạc chân ngang, chân bẹt, đây mọi người nhìn kỹ luôn cho em nhá. Đó, các bác nhìn thấy không? Chân sạc Type-C nhá. Chúng ta có thể sử dụng cái sạc của điện thoại Samsung để chúng ta sạc cái R-Mode này rất là ok. Và cái hàng này của nó thì các bác lưu ý luôn này, bàn phím có màu trắng trong như này. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Và tiếp theo nữa là gì ạ? Đấy, mọi người thấy không? Nó dùng pin của nó là pin BL5C mọi người nhá. BL5C là cái pin mà sử dụng cho điện thoại đen trắng ngày xưa ấy, điện thoại 110i, điện thoại Nokia đấy mọi người, để lắp vào đây. Đó, dùng rất là ok luôn. Riêng pin này dùng thì chúng ta không phải thay pin nhiều lần. Nhiều khi các bác dùng những cái dòng đời thấp, ví dụ như 898 hoặc E76 hoặc E388, thì chúng ta dùng một thời gian điều khiển hết pin là chúng ta không sạc lại được, mà chúng ta phải mua pin mới. Thì bây giờ nhà máy đã cải tiến rất là thông minh để cho người tiêu dùng chúng ta tiết kiệm được khá nhiều là kinh phí khi chúng ta sử dụng loại loa này, là có thể sử dụng đi lại được một chiếc pin như này và sạc trực tiếp ở trên thân điều khiển. Đó, và tí nữa thì Quỳnh Phạm sẽ cùng bác chúng ta đi test luôn mọi người nhá. Và kèm theo nữa là gì ạ? Đó, đây chính là nhân vật chính, các bác cần chú ý đến em này luôn. Đây, cho mọi người xem luôn nha. Đây, coi nhìn kỹ luôn cho em, kiểu dáng của nó các bác nhìn thấy không? Rất là nhỏ gọn, chỉ trong lòng bàn tay của Quỳnh Phạm thôi. Đó, em này thì vỏ của nó tất cả là vỏ hợp kim nhôm. Tất cả dòng loa cao cấp của nhà máy đều là vỏ hợp kim nhôm hết. Đó, và các bác nhìn thấy không? Phải có tem logo của Giang Song như này. Đó, và trên thân loa có tên AT112. Đó, và ở đằng sau lưng các bác nhìn này, 1, 2, 3, 4 con vít bắt cái bản mên mạch bên trong rất là chắc chắn luôn. Các bác nhìn lưng nó đẹp không? Thực sự luôn, cái vỏ hợp kim nhôm các bác dùng rất là bền luôn nha các bác nha. Rơi không vỡ, đập không bể. Ok chưa? Chứ nó không dư vỏ như ABS. Ví dụ rơi, trường hợp nó sẽ vỡ hoặc nứt. Còn riêng cái hàng hợp kim nhôm này, nếu méo thì chúng ta làm lại. Hầu như là cái vỏ này không bao giờ hỏng. Ok chưa? Đó. Và tiếp theo ở đằng trước của nó này, đây là anten các bác nhá. Anten này đã được phủ tĩnh điện một lớp sơn đen rất là chắc chắn như này rồi. Đó, anten này có thể linh động rút lên. Anten toàn bộ đã được sơn tĩnh điện, mọi người lưu ý nhá. Đấy, mọi người thấy không? Anten này, một lòng loa cao cấp, nó khét là khác bọt luôn. Và đằng trước của nó các bác nhìn thấy các nút không? Đó, các nút của nó toàn bộ phím nổi như này. Mọi người nhìn kỹ luôn cho em nha. Đây là nút volume tích hợp tắt mở luôn ở đây. Volume tích hợp tắt mở luôn đây mọi người nhá. Volume tích hợp tắt mở này. Còn đây là chỉnh bass này. Còn đây là chỉnh high pitch. High pitch có nghĩa là chiều cao của âm thanh, độ cao, độ bổng của âm thanh ấy. Đây là chỉnh ở đây. Đó, các bác thấy không? Nó thay cho ngày xưa thì nó là chữ chép, nhưng mà bây giờ nó sẽ high pitch. High pitch có nghĩa là một cái âm thanh cao lên. Ok chưa? Đó, tiếp theo nữa, đây là khe cắm thẻ nhớ này. Đây là khe cắm USB port này. Đó, voice trừ này, voice cộng này. Đó, play này. Đó, sound, now model. Model là chuyển hệ âm thanh, chuyển đời máy, chuyển hệ âm thanh. Ví dụ đang từ FM chúng ta chuyển sang Bluetooth thì chúng ta bật ở model này. Đó, model này. Đó, và cái hàng này đều có Bluetooth, có nút báo pin này. Đó, có chân sạc gì ạ? Sạc 10V ở đây, cắm ở đằng trước này. Lưu ý không ạ?
Anten thì gấp vào, nếu chúng ta ngồi vị trí gần không cần rút anten. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng em đi bắt Bluetooth em này, để chúng ta kết nối Bluetooth xem chất lượng âm thanh như thế nào mọi người nhé. Kính mời các bác chúng ta hướng lên video, cùng em đi bật Bluetooth nha. Dạ vâng các bác, sử dụng ngay chiếc điện thoại của mình để chúng ta bắt Bluetooth. Tôi cho em tên Bluetooth của em này, có tên là AT9001. Đây là tên Bluetooth của em loa AT112 này các bác nhá. Lưu ý AT9001A, đấy là tên, và chúng ta kích vào đây luôn để chúng ta kết nối. Đó, các bác thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ bật YouTube đây, và em cho các bác chúng ta nghe luôn cái chất lượng âm thanh xem như nào mọi người nhá. Thực sự luôn em này thì chất lượng của nó khá là ok đấy mọi người. Đây, cho chúng ta xem luôn. Rất là ok khi sử dụng em loa này luôn các bác. Đó, thứ nhất là công suất cực kỳ lai luôn. Đang sử dụng ở công suất chỉ có 70% thôi. 70% mà công suất của em ra rất là lớn như này. Đối với dòng sản phẩm này, công suất của nó em báo luôn này 48W mọi người nhá, to gấp đôi cái dòng sản phẩm loa VKS898. Và cái dòng sản phẩm này nó vừa bắt Bluetooth này, nghe FM này, chạy thẻ nhớ này, công suất lớn, bắt khiển rơi vào khoảng độ tầm hơn 100m. Đó, bắt khiển rất là xa luôn, khoảng trên 100m luôn cho em. Nếu mà bác nào mà ngồi rút hết anten em nghĩ phải tầm 200m. Thực ra cái độ xa như thế thì nó rất là xa rồi. Nhiều khi các bác chúng ta sử dụng, chúng ta không ngồi quá xa như vậy đâu. Quá xa như vậy thì cái tỷ lệ mà chúng ta vồ chim nó rất là chậm, đúng không ạ? Cho nên là không thể nào ngồi xa như thế, đúng không mọi người? Nhưng mà cái này thì bắt khiển rất là xa, tại vì đây là hàng chính hãng của công ty Giansong, công suất lớn, điều khiển xa, pin của nó sử dụng 6 cho tới 8 giờ. Và cái em này thì các bác sử dụng, em này rất là bền. Và ngoài cái công dụng mà chúng ta sử dụng Bluetooth thì các bác có thể sử dụng đi đánh chim hét xoan cực kỳ là ok. Mẫu này công suất rất là lớn mọi người nhá. Đây em test luôn tiếng cho anh em xem đây. Đấy các bác thấy không? Không chỉ là nghe nhạc hay mà em này công suất lớn, tiếng khi mà chúng ta đánh chim hét xoan chẳng hạn,
Đấy là những cái loại chim ngày, chim di cư. Tiếng của nó ra ngay cũng rất là trong trẻo, rất là hay đúng không mọi người? Cái phiên bản loa T112 này Quỳnh Phạm sẵn kho luôn nhá. Và ngày hôm nay mẫu loa mới cập nhật về kho như này, báo giá luôn luôn cho anh em. Một chiếc loa như này tặng kèm thẻ file tiếng đầy đủ luôn cho anh em, với có giá là 599.000. Em bao ship về tận nhà luôn cho anh em luôn. Báo giá công khai rõ ràng luôn mọi người nhá. Các bác mà đang xem sản phẩm có nhu cầu dinh em này về thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với shop nhá. Cảm ơn tất cả anh em. Chúc các bác chúng ta lên một cái đơn hàng thành công. Và bác nào đang xem video đừng quên ấn chữ đăng ký kênh và chia sẻ bài viết giúp em nha mọi người. Cảm ơn tất cả các bác. Hẹn mọi người ở những buổi video lần sau.